Series của Hàng Dâu. Thì trong cái video này sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là mình sẽ cùng với mọi người mở hộp cái bộ đo thông số điện MV34DV chính hãng. Phần thứ hai là mình sẽ giới thiệu về cái sơ đồ chưng cũng như cách đấu nối và cái ứng dụng, hướng dẫn mọi người làm sao để chọn một cái mã để phù hợp với cái ứng dụng của mình. Phần cuối thì mình sẽ làm một cái demo thực tế về đo và hiển thị giá trị điện áp, đồng thời sử dụng cái chức năng cảnh báo của bộ đo thông số điện đồng hồ MB34DV0A của Hàng Dâu. Thì chúng ta sẽ cùng mở hộp nó xem coi bên trong nó gồm có những gì. Một quyển một cái hướng dẫn sử dụng MB6 và MB3. Thì hai cái này là cái chức năng nó tương tự nhau, chỉ khác về cái kích thước lắp đặt. MB6 thì kích thước lắp đặt nhỏ hơn MB3, và một cái quyển, một cái miếng dán để cho chúng ta dán cái đơn vị mà chúng ta đang đo lên trên cái đồng hồ. Hai cái que dùng để cố định cái đồng hồ của chúng ta lại. Và cái đồng hồ của chúng ta thì được bảo quản rất kỹ với một lớp cạc tông mềm khác. Ở đây cái đồng hồ của chúng ta. Đồng hồ MB34DV0A. Đây là tổng quan của cái đồng hồ. Thì chúng ta sẽ cùng coi cái serial code của nó để xem coi cái chức năng của cái đồng hồ này là như thế nào, và các bạn có thể chọn một cái loại đồng hồ tương tự phù hợp với cái ứng dụng của mình. Ở đây cái bảng serial code của MB3, thì MB34 ở đây cái trong cái bảng này thì nó sẽ có gồm có thứ nhất là chúng ta sẽ chọn cái giá trị ngõ vào cho nó, là ngõ vào là điện áp DC, AC hoặc là do dòng đó, do dòng DC hoặc dòng AC. Thì ngõ ra chúng ta có thể chọn được là chỉ hiển thị hoặc là ngõ ra GLAN, ngõ ra NPN, có truyền thông không, truyền thông có chuyển đổi hay không. Và cái phần cuối cùng là cái chọn nguồn cấp cho nó. Thì MB34DV0A ở đây thì MB34 thì sẽ có 4 chỉ số để hiển thị. DV có nghĩa là nó sẽ dùng để đo điện áp DC. DV0A 0 0 có nghĩa là có ngõ ra GLE hay GLO và một ngõ ra chuyển đổi từ 4 tới 20 mA. A thì A ở đây có nghĩa là nó sẽ là cái nguồn cấp của nó là 100 tới 240V AC. Thì các bạn có thể dựa vào cái bảng này có thể chọn cho mình một cái đồng hồ đo phù hợp. Về cái phần sơ đồ chân của đây thì nó sẽ cho chúng ta là thứ nhất là nguồn cấp vào chuyến số 8, số 9 và một cái tiếp điện giữ ở 6, 7, là khi mà chúng ta muốn cố định cái vị trí đó lại để xem cho nó rõ hơn á, thì chúng ta sẽ dùng cái nút nhấn hay là một thiết bị ngoại vi để tác động giữ cho nó lại, để cho đồng hồ đứng yên cho chúng ta xem. Và có các tầm đo là 50V, mV, 5V, 10 hoặc là 50V, hoặc là cái tiếp theo là tầm đo cao 500V DC. Thì có ngõ ga 2 GoPro 420mA nằm ở chân từ chân 10 cho tới chân 18. Ở đây nguồn cấp thì nói chung ở đây thì sẽ có làm dấu cho chúng ta. Nguồn cấp là chân số 8, số 9 và các số tương, các chân còn lại có số tương tự được đánh số ở dưới ngay bên cạnh cái chân. Thì sau đây chúng ta sẽ dùng cái đồng hồ MB3 đi làm một cái ứng dụng cơ bản là đo điện áp từ 0 cho tới 24V. Sau đó nếu mà là điện áp cao á, thì nó sẽ cảnh báo ra cái đèn, và thấp thì sẽ cảnh báo ra đèn cho chúng ta. Rồi, mình bắt đầu nha. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cái demo kit của Hàng Dâu dùng để test cái sản phẩm MB34DV1A. Thì cái sản phẩm này cũng tương tự như cái sản phẩm MB34DV0A. Thì 1A nó chỉ khác một cái là nó không có ngõ ga chuyển đổi. Thì đầu tiên mình sẽ cấp nguồn cho nó trước. Nguồn cấp ở đây là 220V, thì mình sẽ cấp nguồn vào chân số 8, số 9.
tiếp theo sau khi mình cấp nguồn thì mình sẽ cấp tiếp cho nó là cái điện áp ngõ vào cái thầm đo của nó. Thì ở trong đồng hồ khi bạn mới mua về thì cái thầm đo mặc định của nó là 500V rồi, nên các bạn có thể không cần phải hỏi cái thầm đo khi mà cấp nguồn, cấp thầm đo. Thì ở đây 24V mình sẽ cấp vào cái thầm đo là 50V, nguồn trừ sẽ cấp vào chân cơm. Sau khi mình cấp nguồn và cấp cái ngõ vào hay là cái tín hiệu đo cho nó, thì bây giờ mình sẽ cấp cái cảnh, mình sẽ cảnh báo cho nó. Thì ở đây có khối nguồn cảnh báo thì mình sẽ cấp nguồn cơm cho đèn cảnh báo. Nguồn cơm là N. Thì bây giờ cảnh báo, nếu mà cảnh báo 2 thì khi mà nó trên 20V thì nó sẽ cảnh báo ra ở là một đèn đỏ. Khi mà nó nằm trong khoảng là từ 10 cho tới 20 thì nó là cái điện áp bất ổn định, thì nó sẽ là cho trạng thái chính thức cho phép hoạt động, thì sẽ cho cái đèn báo màu xanh. Và khi mà nó điện áp nó quá thấp dưới 10V thì nó sẽ cảnh báo ra cái đèn báo màu vàng. Tiếp theo chúng ta sẽ cấp nguồn cho cái chân cơm của các cờ đèn cảnh báo của đồng hồ M3. Chúng ta sẽ bật nguồn lên và bắt đầu cài cho nó. Là thứ nhất là cài cái ngõ vào tầm đo là 50V, và để cài cái đầu tiên chúng ta sẽ cài cái ngõ vào cho nó, thì chúng ta sẽ nhấn cái phím sau giữ trong 3 giây thì nó sẽ vào cái chế độ cài đặt. Không số mà chúng ta cần cài đặt là IRS, thì chúng ta tầm đo đây nó cho chúng ta là 500V, thì chúng ta sẽ chuyển sang tầm đo là 50V. Chúng ta sẽ nhấn cái mũi tên máy lên cái phím tam giác qua trái để vào cái cài đặt lại thông số, thì dùng hai cái phím mũi tên lên và xuống để chúng ta cài đặt lại cho nó, chọn cái tầm đo là 50V. Sau đó chúng ta sẽ lưu bằng cái phím sau, bấm một lần để lưu và bấm một lần nữa để trở về cái màn hình hiển thị thông số. Ở đây nó đã đo được điện áp tối đa của chúng ta, nó đo được là 24 và sau khi chúng ta đã set up về cái tầm đo của nó xong thì nó đã đo được cái giá trị ở đây là 24V, 0V. Nó có thể hiệu chỉnh được cái sai số, do cái này là do sai số đường dây, mình có thể hiệu chỉnh được, các bạn xem trong catalog để hiệu chỉnh nó. Thì tiếp sau đây mình sẽ cài cái ngõ ra cảnh báo cho nó. Đầu tiên là mình sẽ nhấn cái nút sau một lần, nhấn và buông thì nó sẽ chuyển qua cái trang là cài đặt cảnh báo. Cài đặt cảnh báo thì mình sẽ dùng cái mũi tên lên và xuống để di chuyển cho tới cái mục BSOT. Cái mục này là để cài đặt cái ngõ ra cảnh báo, thì mình sẽ nhấn cái mũi tên qua trái để mình vào. Đầu tiên cái đây là nó đã off thì mình phải lựa chọn cái ngõ ra cảnh báo cho nó. Các bạn xem trong cái phần catalog thì nó sẽ có lô lô cảnh báo là lô lô 22 và lô 2, thì mình cần ở đây là cảnh báo là lô 2 và go. Thì cảnh báo lô 2 có nghĩa là thấp cao, thì mình nhấn cái nút mũi tên sau để mình lưu nó lại và nhấn cái khi đã lưu xong, bây giờ mình bắt đầu cài cái giá trị cảnh báo. Dùng hai cái mũi tên lên xuống để cài thì mình sẽ lướt để kiếm nó. Đây, cảnh báo 2 của mình hiện tại là 20. Mình sẽ dùng cái nút mũi tên qua để vào cài đặt thông số. Ở đây 20 là đúng như yêu cầu của mình. Trên 20 thì nó sẽ báo ra cái đèn màu đỏ. Tiếp theo mình lưu lại và mình sẽ nhấn cái mũi tên lên xuống. Ở đây mình sẽ nhấn mũi tên, mình lướt tới thông số là LSET, thì mình sẽ nhấn mũi tên qua để cài cho nó là 10V, thì nó sẽ báo cái đèn báo cảnh báo thấp là đèn báo màu vàng. Nhấn nút sau để seal lại và nhấn một lần nữa để trở về cái màn hình dẫn hành của mình. Mình đến thầy ở đây 8V thì dưới 10V nó sẽ cảnh báo nút thấp, mình sẽ dặn nó lên trên 10V đó. Lúc này là cái điện áp mình ổn định, nó sẽ cho phép mình dẫn hành ở đèn báo màu xanh.
và khi mà trên 20V thì nó sẽ cảnh báo đóng relay ra đèn màu đỏ. Nhờ có cái tầm đo rộng, ngoài cái việc là đo trực tiếp và xuất tín hiệu cảnh báo, thì cái bộ đo số điện MV3 có thể đọc được giá trị của một số và cảm biến, sau đó xuất ra bỏ ra retrain mission để điều khiển một số các thiết bị ngoại vi và truyền thông lên mạng nhờ cái con cách truyền thông là GX485. Thì trong quá trình cài đặt, các bạn có gặp vấn đề gì về cài đặt, các bạn có thể liên hệ trực tiếp công ty Thanh Giao Đất Việt Nam để được hỗ trợ tốt nhất chỉ dẫn để cài đặt. Cảm ơn các bạn đã xem.